Mưa về chờ sét bắt đầu vắng khách. Vang vang lời nói khu vực họp chợ. Mưa lớn nhưng mà đúng để vặn chờ đó đấy. Mưa không ai đi ra đường đi chờ. Dạ. 10 giờ 11 giờ trưa chờ vặn. Mưa cái là rất ở Huế đó mọi người. Nhìn có chờ buông liền. Đây là chờ sẹp là buổi sáng chứ còn có buổi chiều nữa vặn nữa. Chiều là ngay đi chờ nữa. Có vặn luôn. Đây còn mấy cái hàng quán. Quán hàng ăn. Chè cháo cũng cháo hàng rong. Khi ngày mưa về một buổi trưa rong ruổi sống trên đường phố, người xuôi ngược mua bán làm ăn. Mùa thu thôi, chưa vào mùa mưa đâu, nhưng mà hàng quá mưa về buồn lắm đấy. Giờ trưa mà bây giờ ngày hôm nay ngày cuối tuần cho nên là hàng quán đóng vào
giờ rất là muộn, hàng Quảng Đông giờ trưa sản đi thì rất là vắng. Ngày chủ nhật bà con nhảy dày muộn. Ai, xích lô vẫn có việc làm. Mưa thì mưa bay bay, mưa cũng khá khá. Xích lô vẫn cần mà có mưa nè, chở khách đi nè. Còn đoàn khách. Mưa thì khách đi nhọc mưa Huế. Khách phải cho ngầu mưa đi ngầm Huế đã. Đó, cảnh vật Huế. Cho giờ trưa. Một tháng ngày cuối tuần. Huế đang có mưa nha mọi người. Và con vào thầm nồi ngầm mưa. Mưa thì thật sự cũng đau khách. Đó, lên xe. Lên xe. Xích lô sẽ đưa cô chú ông chị đi khắp nơi. Nhìn cảnh đẹp của Huế. Đây chim sậu à? Dạ chim sậu. Này đừng có đấy cả xe. Mà mày đi đi bạn cái bao đi lượm mà đi bạn đó hả? Dạ. Đi bạn về à? Bạn được nhiêu ít? Dạ bụng bụng ngang. À bụng ngang được thôi hả? Bụng ngang cả vậy. À, dạ mày ở mua đây. Chạy dạ ở sậu. Con chậu lại. Dạ à. Con còn được gãi về trong giờ ở biển nè. À được người gãi mới đi lịch trong hả? Mẹ con đi lượm ve chai hả? Dạ, cũng biết nói. Cũng rõ luôn hả? Chứ giờ đang dân hơn chỗ quả bà hẳn bị à, thay đổi dạ. Cha chín sáu tuổi à? Dạ. Con đi lượm ve chai bạn đó, cái chỗ mẹ bạn với nữ khác có mời thầy mẹ trong mà đi ra. Đi bạn phải liều á, lượm phải liều bạn, kiếm tiền, kiếm sống rồi. Dạ. Ở đây mẹ cho con tặng mẹ 200 nghìn của chị Hiếu. Cháu rất là làm đi mà tôi. Dạ, dạ. Chúc mẹ mạnh khỏe. Dạ. Đây cực khổ những nơi cực khổ mà. Ừ. Dạ. Thôi. Đi dưỡng miệt chí đi để đem đi cho hẳn rồi bà hẳn mua luôn. À mua đồ ăn cho mày ăn. Nấu dạ. Cho bà ăn dạ. Dạ dạ. Rồi thôi mày đi cẩn thận. Dạ. Thôi giờ đi giờ trưa đi về nghỉ nhất. Dạ dạ dạ. Dạ bà đi lượm trái bao về mà đi bạn cho dẫn làm viên chỉ ăn. Dạ dạ ăn làm viên cho ai. Dạ rồi thôi mày đi cẩn thận. Dạ, giờ trời cho tỉnh à, khoe chạy bài là đi ra ngoài đời là không định nội trí mà đòi. Dạ, dạ. Giờ đi lường cái trái cái báo đến dạ. Của Lâm Thiên chứ ai. Dạ, Lâm Thiên à. Dạ. Thôi mẹ đi cẩn thận, đi đến cà xe. Dạ. Mẹ đi mẹ hả? Dạ, tôi chỉ nội. Dạ, dạ, mẹ đi. Thôi mẹ đi cà xe. Dạ, thôi mẹ đi cà xe. Loan quả thử. Đừng như đường cũng sợ mẹ. Cặp xe mày đi nhặt ve chai đây này, 96 tuổi này, đi bạn kiếm vài ngàn thôi nhưng mà đi.
bỏ tiền vô bọc đó. Hôm nay em cùng giúp đỡ cho anh chị nhà hậu tâm. Dạ, cũng sang để tặng cho bà con hỗ trợ những món quà. Đó, sư về vào giờ trưa, bà con làm ăn sinh sống trên đường, bên đường là như vậy là mọi người. Để biết thêm về Huế, bà con khi xem đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế.